Đây là chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Giang Quá Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc hôm nay thứ Năm, ngày 17 tháng 12 năm 2020. Trong chương trình thời sự hôm nay gồm có một số nội dung chính sau đây. Ban chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức hội thi tìm hiểu luật lực lượng dự bị động viên năm 2019 trong lực lượng vũ trang địa phương thành phố năm 2020. Công an thành phố Châu Đốc vừa bắt quả tang hai đối tượng về hành vi tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy. Công an thành phố Châu Đốc vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài sáu lá lựa trên địa bàn phường Núi Sam. Sau phần tin có bài An Giang, nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nhiều giải pháp mang Ngày 16 tháng 12 năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức hội thi tìm hiểu luật lực lượng dự bị động viên năm 2019 trong lực lượng vũ trang địa phương thành phố năm 2020. Hội thi có 7 đội tham gia đến từ 7 Ban Chỉ huy Quân sự xã phường trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Mỗi dòng thi các đội trải qua 4 phần thi, tự giới thiệu, khởi động, trả lời nhanh và chung sức đồng đội. Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong đội ngũ cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang địa phương thành phố về đường lối, quan điểm của Đảng, những vấn đề cơ bản của luật dự bị động viên, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác quân sự quốc phòng tại địa phương. Công an thành phố Châu Đốc vừa bắt quả tang hai đối tượng về hành vi tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12 năm 2020, tại phòng số 110, nhà nghỉ Minh Kim, thuộc khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Châu Đốc phối hợp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Tân, hay còn gọi là Tân Mắm, sinh năm 1982, ngụ tổ 14, khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ bao gồm một bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng, nghi vấn là ma túy đá, trọng lượng khoảng 2 gram tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Duy Tân tại tổ 14 khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. Lực lượng công an phát hiện thu giữ hai bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng, một bọc ni lông chứa 36 viên nén màu đỏ, một bọc ni lông chứa chất bột màu trắng. Tất cả nghi vấn là ma túy với tổng trọng lượng là 212 gram. Cùng thời gian trên tại khu vực khóm Châu Long 2, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, lực lượng công an tiến hành bắt quả tang đối tượng tên Bùi Thị Ngọc Nhi, sinh năm 1993, nơi cư trú tổ 13 khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ bao gồm 9 bịch ni lông trong suốt, bên trong có chứa tinh thể màu trắng, nghi vấn là ma túy, có trọng lượng khoảng 9 gram. Được biết đối tượng Bùi Thị Ngọc Nhi bị tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc xét xử 5 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy năm 2019 nhưng được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bùi thị ngọc nhi để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật công an thành phố châu đốc vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền và bắt quả tang 20 đối tượng tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài sáu lá lừa trên địa bàn phường núi sam Trước đó vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12 năm 2020, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Châu Đốc phối hợp với các đội nghiệp vụ và công an phường Núi Sam triệt phá một tụ điểm đánh bạc, bắt quả tang 20 đối tượng tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài sáu lá lựa tại nhà bà Quỳnh Thị Bế, sinh năm 1960, ngụ tổ 7 khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Qua khám xét và điều tra tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ số tiền trên chiếu bạc là 2 triệu 900 nghìn đồng. Tổng số tiền thu giữ trên các con bạc là 77 triệu 814 nghìn đồng, cùng với một số tăng vật khác có liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đã được gia đình bảo lãnh. Hiện nay, Công an thành phố Châu Đốc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 16 tháng 12 năm 2020, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Phường Vĩnh Mỹ tổ chức hội nghị xét duyệt Nghĩa vụ quân sự lần thứ hai công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ, thực hiện Nghĩa vụ Công an Nhân dân, Dân quân năm 2021. Đồng chí Huỳnh Bửu Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Phường Vĩnh Mỹ chủ trì hội nghị. Tại buổi bình nghị có 38 thanh niên đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân, danh sách dân quân kết nạp năm 2021 và phát biểu tại buổi bình nghị, đồng chí Huỳnh Bửu Toàn, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Vĩnh Mỹ, yêu cầu các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nghĩa vụ quyền lợi của thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2021, từ đó góp phần hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2021. Trong năm 2020, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến lĩnh vực du lịch thương mại và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân, hộ cá thể và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động văn hóa xã hội, giáo dục và đời sống vật chất tinh thần của người dân, dự báo nhiều áp lực trong khả năng thu ngân sách thành phố cũng như trong kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố. Trước điều kiện khó khăn, đặc biệt càng khó khăn hơn khi thành phố Châu Đốc là địa phương tập trung phát triển về lĩnh vực thương mại du lịch, nhưng với quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế xã hội thành phố năm 2020 đạt nhiều kết quả khả quan, khá nổi bật, đạt 15 trên 16 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bước sang năm 2021 với chủ đề đô thị thông minh, du lịch an toàn, thành phố Châu Đốc sẽ từng bước phát triển hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, cơ sở hạ tầng thương mại du lịch, tạo nền tảng vững chắc, đẩy mạnh tiến trình thành phố Châu Đốc cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại 1. Xây dựng đô thị phát triển toàn diện, tạo nền tảng để phát triển đô thị du lịch thông minh. Năm 2021 cũng là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng và bền vững cho cả giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thành phố Châu Đốc sẽ hoàn thành 14 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội và 7 nhóm giải pháp trọng tâm để thành phố phát triển bền vững, phát huy hiệu quả nguồn lực, phát triển du lịch thông minh, đẩy mạnh công nghệ 4.0. Phát triển du lịch cùng giới thương mại dịch vụ trở thành ngành kinh tế chủ lực của thành phố, phát triển du lịch thông minh, từng bước đưa ngành du lịch thành phố Châu Đốc ngày càng phát triển bền vững, đa dạng và nâng cao chất lượng các dịch vụ. Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh chuyên nghiệp, tạo ấn tượng tốt cho du khách khi đến tham quan mua sắm tại địa phương. Đồng thời thực hiện nâng cao ý thức của các cơ sở hộ tiểu thương trong việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự, văn minh thương mại trong sản xuất kinh doanh. Năm 2021 với chủ đề đô thị thông minh, du lịch an toàn, thành phố Châu Đốc sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch cùng với thương mại dịch vụ trở thành ngành kinh tế chủ lực của thành phố. Phát triển du lịch thông minh từng bước đưa ngành du lịch thành phố Châu Đốc ngày càng phát triển bền vững, đa dạng và nâng cao chất lượng các dịch vụ. Theo đó, thành phố phấn đấu đến năm 2021, lượt khách tham quan đến châu đốc là 3 triệu 900 lượt khách tham quan, trong đó khách lưu trú chiếm 12% so với lượt khách tham quan. Đặc biệt chi tiêu bình quân của khách tham quan lưu trú là 600.000 đồng trên một người. Bên cạnh đó, thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, du lịch thuận lợi, thông thoáng để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư. Đồng thời đôn đốc theo dõi tình hình triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm và mời gọi đầu tư phát triển hạ tầng du lịch như công viên văn hóa núi Sam, bến tàu du lịch, dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cấp quốc gia, khu vực bà ngự trên đỉnh núi Sam, xây dựng cổng chào khu du lịch đẩy mạnh công tác phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch phát triển du lịch tâm linh kết hợp phát triển du lịch sinh thái và đề án bảo tồn phát huy giá trị lễ hội dưới bà chúa xứ núi sam tập trung xử lý tốt tình trạng chèo kéo du khách cò mồi khách du lịch đảm bảo an ninh trật tự xã hội nhất là tại khu vực phường núi sam khu vực trung tâm phường châu phú a cùng với đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, tổ chức tuyên truyền các tài liệu về 260 năm từ Châu Đốc Đạo đến thành phố Châu Đốc, truyền thuyết và giai thoại dùng biên thùy Châu Đốc, bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch tại các trường học, khu dân cư, xã phường. Ngày 16 tháng 12, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư An Giang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức hội thảo vận hành và phát triển sản phẩm OCOP tỉnh An Giang tham gia điều hành hội thảo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn phú son trường đại học cần thơ đề nghị tỉnh an giang cần tập trung nâng cấp những sản phẩm hiện có xây dựng hướng đi ổn định và bền vững cho các sản phẩm ocob đối với các chủ thể không nên ngắn ngại tham gia hoặc có tâm lý chủ quan bằng lòng khi được chứng nhận ocob mà phải luôn phấn đấu nâng tầm sản phẩm củng cố thương hiệu uy tín để đi vào lòng người tiêu dùng Tại hội thảo, các chuyên gia, đơn vị quản lý, các chủ thể OCOB và tiềm năng OCOB đã chia 3 nhóm thảo luận, tập trung vào nhóm sản phẩm chế biến có mẫu mã hoàn chỉnh, nhóm sản phẩm nguyên liệu còn thô sơ, nhóm phát triển dịch vụ, du lịch, kinh doanh sản phẩm OCOB. Các nhóm đã phân tích những điểm nghẽn về vốn thị trường, liên kết đầu ra kỹ thuật, thiết kế bao bì nhãn mát. Từ đó trao đổi cách tự tháo gỡ, đề xuất trợ giúp từ phía cơ quan chức năng, các nhà khoa học, doanh nghiệp tiêu thụ. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao chứng nhận cho 37 sản phẩm OC, OB, 3 sao, 4 sao, chương trình mỗi xã một sản phẩm đến từ 28 chủ thể, trong đó có 12 hộ sản xuất kinh doanh, 13 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã. Hiện nay có 5 sản phẩm rất đặc trưng của tỉnh từ gạo và đường thốt nốt có tiềm năng đạt OC, OB, 5 sao, đang đề nghị Trung ương đánh giá công nhận 5 sao giai đoạn 2021-2025, An Giang sẽ lựa chọn phát triển thêm 20 sản phẩm OCOP tập trung vào nhóm thực phẩm, du lịch, đồ uống, gắn với mục tiêu gia tăng giá trị và ấn tượng thương hiệu. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang quân khu tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện đồng bộ sâu sắc các nhiệm vụ giải pháp trong đó tập trung quán triệt thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn giới thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ, chủ động phòng chống âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ. Mỗi năm, quân khu và các địa phương đã tổ chức hàng chục cuộc diễn tập, qua đó nâng cao ý thức cảnh giác, trình độ tổ chức lãnh đạo, chỉ huy, vận hành cơ chế, xử lý các tình huống, không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc địa bàn quân khu thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, củng cố giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo chỉ huy, đổi mới phương pháp, tác phong công tác ngày càng sát cơ sở, sát giới nhiệm vụ chính trị phối hợp chặt chẽ với cấp quỹ chính quyền, đoàn thể địa phương đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, giúp nhân dân phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, chung sức xây dựng nông thôn mới, tạo đà cho kinh tế xã hội, dùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển. Đặc biệt trong phòng chống đại dịch COVID-19, phẩm chất bộ đội cụ Hồ tiếp tục được phát huy và tỏa sáng, với hàng ngàn cán bộ chiến sĩ của lực lượng Vũ trang quân khu không quản ngày đêm, gian nguy, vất vả, luôn sát cánh với địa phương, tổ chức dập dịch, tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly, chăm sóc như người thân ruột thịt, bảo đảm an toàn mọi mặt, được đồng bào quý mến thương yêu, với tinh thần tự lực tự cường, quân khu đã từng bước củng cố hệ thống doanh trại nhà xưởng hệ thống kho tàng đến nay hệ thống nhà ở của bộ đội của các đơn vị chủ lực và địa phương cơ bản đã được xây dựng mới nơi ăn ở được đảm bảo đời sống của bộ đội từng bước được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo tốt cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu từ những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc qua các thời kỳ, lực lượng vũ trang quân khu được Đảng và nhà nước tặng 3 huân chương sao vàng, 5 huân chương Hồ Chí Minh, 3 huân chương độc lập, hàng ngàn danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, danh hiệu anh hùng trong thời kỳ đổi mới, danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng, hàng chục ngàn huân, huy chương quân công chiến công cho tập thể và cá nhân đạt thành tích trong chiến đấu trong xây dựng quân đội làm nhiệm vụ quốc tế ở campuchia và nhiều phần thưởng cao quý khác trong những năm tới tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường trong nước và địa bàn quân khu tình hình chính trị ổn định kinh tế xã hội tiếp tục phát triển quốc phòng an ninh đối ngoại được giữ vững và tăng cường lực lượng vũ trang quân khu luôn được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của quân quỹ trung ương bộ quốc phòng tổng cục chính trị sự phối hợp có hiệu quả của cấp quỹ chính quyền địa phương sự tin tưởng thương yêu đầm bọc của nhân dân trên địa bàn Tuy nhiên, các thế lực thù địch phản động triệt để lợi dụng những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội chưa được giải quyết để tạo cớ chống phá Đảng, nhà nước, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, phi chính trị hóa quân đội, khiếu kiện, tranh chấp đất đai, đình công của công nhân, tội phạm, tai nạn xã hội, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh phát sinh nhiều vấn đề khó kiểm soát. Tình hình trên thế giới đất liền, biển Đông và vùng biển Tây Nam diễn biến phức tạp để giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm của lực lượng vũ trang quân khu, cấp quỹ chỉ huy các cấp phải giữ vững đoàn kết sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11, nghị quyết đại hội Đảng bộ quân khu lần thứ 10, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phòng chống có hiệu quả chiến lược, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, bảo vệ vững chắc địa bàn quân khu, không ngừng nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh về chính trị tư tưởng, cán bộ chiến sĩ có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện tốt công tác hậu cần tài chính, kinh tế, bảo đảm cho các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu, giữ ổn định và cải thiện nâng cao đời sống bộ đội. Thực hiện tốt công tác kỹ thuật đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu trong mọi tình huống tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo tăng cường xây dựng chính quy chấp hành kỷ luật bảo đảm an toàn nâng cao năng lực trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và thực hiện nghiêm việc điều chỉnh tổ chức biên chế cải cách hành chính quân sự xây dựng các tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang quân khu dưỡng mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ xây dựng công tác kiểm tra giám sát giữ nghiêm kỷ luật đảng đổi mới phương pháp phong cách lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và tổ chức thực hiện nghị quyết xây dựng tác phong làm việc khoa học dân chủ đúng nguyên tắc chủ động sáng tạo quyết đoán gương mẫu sâu sát cơ sở dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng nhà nước, quân ủy trung ương, bộ quốc phòng, sự tin yêu giúp đỡ của nhân dân, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long qua 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang quân khu nguyện giữ dữ vững và phát huy truyền thống quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu, không ngừng phát huy bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, lập nhiều chiến công, thành tích mới, mãi mãi xứng đáng là lực lượng chính trị lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân ta góp phần vào thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng dân minh Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 mà Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang vừa thông qua đã nêu những giải pháp mang tính quyết liệt toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tiếp theo chương trình Thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết An Giang nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 nhiều giải pháp mang tính quyết liệt và toàn diện. Nhìn lại năm 2020, 9 trên 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và dược tổng sản phẩm GRDB trên địa bàn ước thực hiện năm 2020 tăng 5,45% so cùng kỳ, trong đó so với cùng kỳ khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,11%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,58%, khu vực dịch vụ tăng 7,26%, thuế sản phẩm trừ trợ giá sản phẩm tăng 5,35%. Đây là những kết quả khẳng định sự quyết tâm, nỗ lực đồng lòng của toàn Đảng bộ chính quyền nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương đã tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế xã hội phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội nhìn chung ổn định cải cách hành chính được các ngành các cấp tham gia tích cực và thường xuyên triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo để thực hiện đạt hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 11, tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh An Giang đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021 là tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, triển khai thực hiện tốt chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để thu hút vốn đầu tư, từng bước hình thành các doanh nghiệp, phát triển các mô hình, tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, nghiên cứu ứng dụng hiệu quả các chính sách, đột phá về khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất lao động sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn chủ động phòng chống thiên tai bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu mời gọi đầu tư vào các khu cụm công nghiệp ưu tiên các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao thân thiện với môi trường thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản công nghệ cao năng lượng sạch năng lượng tái tạo và lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo khác tiếp tục triển khai các hoạt động kết nối hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm phát triển mạnh các hoạt động xuất khẩu hàng quá theo hướng vừa mở rộng thị trường và mặt hàng, vừa nâng cao hiệu quả xuất khẩu phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững. Chú trọng các thị trường tiềm năng và chủ yếu của sản phẩm tỉnh An Giang, kịp thời tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm chính ngạch triển khai đề án phát triển doanh nghiệp nhỏ và dừa giai đoạn 2020-2025, theo dõi thường xuyên tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm kịp thời tham mưu những giải pháp tháo gỡ khó khăn dướng mắt của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ứng phó với dịch COVID-19, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để lắng nghe đề xuất, giải quyết kịp thời khó khăn dướng mắt của doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư để thu hút được các dự án đầu tư trọng điểm mang lại nguồn thu lớn và ổn định cho ngân sách nhà nước quản lý tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn thu hiện có chủ động ra soát xác định các nguồn thu còn tiềm năng các lĩnh vực loại thế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả triển khai cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công theo lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công Sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 16 trên 2015 ngày 14 tháng 2 năm 2016 của Chính phủ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp điều hành tiền tệ, kiểm tra giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, nâng cao hiệu quả của kiểm soát, kiểm toán nội bộ của mỗi tổ chức tín dụng, phối hợp công tác chia sẻ thông tin trong việc phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng của tập thể cá nhân nhằm đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn đúng pháp luật đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp để giảm thất thu thuế quảng bá hình ảnh du lịch và con người an giang tăng cường liên kết dùng trong và ngoài nước nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh tập trung triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh chủ động thực hiện liên kết dùng trong phát triển du lịch nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch để tăng lượng khách du lịch đến an giang đào tạo thu hút nguồn nhân lực du lịch theo tiêu chuẩn chất lượng chung của cả nước và từng bước tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế xây dựng nền giáo dục theo hướng chuẩn quá hiện đại, xã hội quá và hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng với nhu cầu phát triển của xã hội, coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng phục vụ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân mở rộng các mô hình dịch vụ y tế, thực hiện tốt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi, thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội đặc biệt dùng khó khăn dùng đồng bào dân tộc các hoạt động bảo trợ trợ giúp xã hội quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công cách mạng nâng chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn kết giáo dục nghề nghiệp với giải quyết việc làm thúc đẩy tạo chuyển biến tích cực về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ và quyền trẻ em phòng chống tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma túy đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục thể thao văn hóa, phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, gắn giới các cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Tiếp tục triển khai hiệu quả kế quả thực hiện nghị quyết số 120 NQCB ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh An Giang, tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động xả thải, giao nguồn nước, và nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện cải cách hành chính đơn giản quá các thủ tục hành chính xây dựng môi trường thông thoáng công khai minh bạch tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân do, do doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trở thành động lực phát triển của tỉnh giải quyết nhanh, kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân, tổ chức gặp gỡ công dân định kỳ để lắng nghe ý kiến và đối thoại với người dân, từ đó hạn chế những vụ khiếu kiện đông người, tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt quy chế phối hợp và quy chế dân chủ cơ sở với các tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trấn áp các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, buôn lậu qua biên giới, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, chung tay phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng củng cố thế trận, an ninh nhân dân, vững chắc. Tiếp theo chương trình Thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn nghe bài Châu Đốc lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Để thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, hàng năm công an thành phố đã làm tốt công tác tham mưu đề xuất với thành ủy quỹ, quỹ ban nhân dân thành phố châu đốc ban hành nghị quyết chương trình kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nâng cao hơn nữa chất lượng công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực đấu tranh tố giác tội phạm Bên cạnh đó, công an thành phố còn chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kết hợp với triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào xây dựng nông thôn mới, đấu tranh phòng chống tội phạm, từ đó nâng cao nhận thức và tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm, cung cấp các nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn xử lý các vụ việc kịp thời ngay từ cơ sở. Trong những năm qua, Công an thành phố Châu Đốc đã chủ động tham mưu với cấp quỹ chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể tổ chức tốt, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú thiết thực hướng về cơ sở, Cụ thể, để mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ đảng viên và nhân dân về truyền thống dễ gian của dân tộc, vai trò lãnh đạo của đảng, thành tựu của đất nước, vai trò sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xác định rõ trách nhiệm của các cấp quỹ đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bên cạnh đó tập trung xây dựng củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trong cơ quan doanh nghiệp nhà trường đổi mới hình thức biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với tình hình nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương đơn vị sơ kết tổng kết các chuyên đề phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào này thực hiện có hiệu quả các chương trình quy chế kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan ban ngành đoàn thể về công tác đảm bảo an ninh trật tự xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nồng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong sạch dưỡng mạnh thăm hỏi tặng quà đối tượng chính sách tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và gia đình cán bộ chiến sĩ đã đang công tác trong lực lượng xây dựng phong trào này có hoàn cảnh khó khăn qua những đợt phát động tuyên truyền đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng chống tội phạm, được chính quyền các cấp biểu dương khen thưởng. Toàn thành phố Châu Đốc hiện xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả 10 mô hình đảm bảo an ninh trật tự, như mô hình tuyên truyền lưu động bằng xe phát loa phòng chống tội phạm, tiếng loa 24 giờ, camera giám sát về an ninh trật tự, tiếng loa camera an ninh, tổ xe Honda đầu phòng chống tội phạm. Tổ phòng chống tội phạm liên khớm, quản lý cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến nhà trọ nhà cho thuê không tội phạm không tệ nạn xã hội tự quản về an toàn giao thông câu lạc bộ hội nông dân phòng chống tội phạm và tự quản về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy rừng tràm ấp mỹ phú thông qua đó hàng năm quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự nhờ đó các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân cơ bản đã được phát hiện và giải quyết dứt điểm không để phát sinh điểm nóng và các mâu thuẫn kéo dài góp phần phòng ngừa đấu tranh làm giảm tội phạm giữ vững ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố các bạn nghe đài thân mến hệ thống mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội các cơ quan đơn vị thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch giám sát phản biện xã hội đảm bảo đúng quy trình tổ chức triển khai thực hiện, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong thực hiện các nội dung dân chủ cơ sở như thực hiện các nội dung dân biết, dân bàn, dân thực hiện và kiểm tra giám sát, thực hiện giám sát thái độ tác phong và thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ công chức tại văn phòng một cửa, giám sát các công trình phúc lợi ở cơ sở. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Theo đó, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quan tâm lãnh chỉ đạo, định hướng công tác mặt trận các cấp trong tỉnh tham gia thực hiện dân chủ cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và kế hoạch giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng chính quyền, hướng dẫn Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tích cực tham gia và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn tiếp tục theo dõi tổng hợp việc nhân rộng những mô hình tốt cách làm hiệu quả hoạt động ban thanh tra nhân dân trong việc giám sát thực hiện cải cách thủ tục hành chính thực thi chính sách pháp luật tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ giám sát đầu tư của cộng đồng mặt trận tổ quốc các cấp phối hợp các cấp ủy đảng chính quyền và các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung dạy dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra công khai lấy ý kiến nhân dân về những chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan trực tiếp với nhân dân và địa phương như thủ tục giải quyết các loại việc hành chính, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ công chức cấp xã, trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân, các khoản quy động nhân dân đóng góp, chủ trương kế hoạch dây vốn của nhân dân, cho phát triển sản xuất, giảm nghèo, thực hiện chỉnh trang đô thị, các công trình phúc lợi ở địa bàn. Việc phát quy quyền làm chủ trực tiếp của người dân trong góp ý đối với tổ chức cá nhân, lãnh đạo đảng, chính quyền, được nhiều địa phương thực hiện tốt như duy trì tốt việc phối hợp tổ chức hội nghị, công an lắng nghe ý kiến nhân dân, mặt trận tổ quốc chủ trì phối hợp các quỹ đảng chính quyền tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp quỹ đảng chính quyền địa phương cùng cấp với nhân dân theo phương châm nói dân nghe, nghe dân nói. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp. Qua đó, phát huy quyền, quyền làm chủ của nhân dân tham gia góp ý đối với tập thể cá nhân, đảng chính quyền, trách nhiệm người đại biểu nhân dân, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong quá trình lãnh đạo của đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước về các lĩnh vực kinh tế xã hội, đặc biệt giám sát việc triển khai thực hiện quy định số 124 ngày 2 tháng 2 năm 2018 về thực hiện giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức Lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên nhìn chung việc thực hiện giám sát phản biện xã hội theo quyết định số 217 và quyết định số 218 ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị nhằm kịp thời phát hiện những nội dung còn hạn chế, chưa phù hợp. Qua đó, đưa ra những đề xuất nhằm bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên trước tình hình dịch bệnh covid-19 bùng phát, tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, tập trung chỉ đạo và quy động cả hệ thống chính trị, người dân chung tay tham gia ứng phó. Các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ nên công tác chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, được trung ương đánh giá cao và đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức truyền hình trực tiếp phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên sóng đài phát thanh truyền hình An Giang. Tổng cộng toàn tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện giờ quy tiền được 42,052 tỷ đồng. Sau diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh đã xây dựng kế hoạch điều hành phát triển kinh tế theo diễn biến dịch bệnh COVID-19 đến cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh để tập trung chỉ đạo điều hành nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp để mạnh giải ngân vốn đầu tư công, góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đồng thời, tỉnh đã xây dựng kế hoạch điều hành nhằm giảm thiểu những tác động và khó khăn cho đối tượng yếu thế trong xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân ổn định. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.